Xin kính chào các bác và toàn thể anh em đang theo dõi kênh YouTube của Trung tâm Điện tử Cao Phong, một kênh chuyên cung cấp các thiết bị âm thanh hàng bãi xịn, tuyển chọn đẹp xuất sắc, thỏa mãn mọi đam mê audio của các bác trên mọi miền tổ quốc. Trong clip ngày hôm nay, Cao Phong lại test âm mộc nhạc trực tiếp từ máy tính vào một con đẩy hàng bãi hàng hãng xịn DK Darankin, model là DPA 550GF, size 2U, mặt phay nhôm, chạy 16 sò sắt cộng với sò than, hàng tuyển chọn đẹp xuất sắc, công suất bao chuẩn đủ là 800W trên một kênh ở chế độ 8 ohm, phù hợp chơi tất cả các không gian gia đình. Có full chức năng dồn kênh, chập kênh, cắt súp, chít tia paranel, đường vào, đường link, đường ra loa, vừa gen xoáy kẹp đỏ đen, vừa jack điều chỉnh, có nghĩa là full tất cả các chức năng. Đẹp xuất sắc hàng hãng, mặt phay nhôm, size 2U. Hai bên hai cửa sổ làm mát này, hai volume chết áp copy này, công tắc bật tắt nguồn này, logo DK Darankin rất nổi tiếng rồi. Dòng đẩy nổi tiếng khỏe đẹp bền lành, tiếng hay, DPA 550GF là model của chiếc cục đẩy này. Size 2U, mặt phay nhôm dày đẹp, cứng cáp, hai dàn đèn báo rất đẹp luôn. Và tiến vào cái nội thất bên trong, nó cực kỳ là ngỡ ngàng. Đầu tiên một cái nguồn đồng to, chạy 2, 4, 6, 8 quả tụ to nằm quay xuống bên dưới này, hàn 4 chân rất chắc chắn. Máy móc đẹp leng keng luôn, zin nguyên bản 100%. Dòng đẩy sò sắt thì bao giờ nó có giá trị cao hơn đẩy sò than các bác nhá, bởi vì trong sò sắt nó có cả sò than, thì tất cả các giải bát trung tép của nó lên rất đều, chi tiết và cực kỳ là hay. Với công suất chạy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 trên 8 dưới là 16, tức là 2 tầng các nhá, 8 x 2 = 16, và cộng với sò than 16 sò sắt xịn của Mexico, dòng sò cao cấp và cho chất âm rất là hay, cộng với sò than, quạt gió cạnh chạy cực kỳ êm, rất êm. Các bác nhìn những dây rắc của nó đi rất khoa học và dây đi rất là to, toàn bộ là siết bằng ốc không dỉ nè. Đấy, máy móc nguyên zin nguyên bản và đẹp leng keng, rất đẹp luôn. Đấy, các bác nhìn này, toàn bộ con nào cũng đẹp như này các bác nhá, xuất sắc luôn, hàng tuyển chọn kỹ, các chức năng hai volume chiết áp chạy cực kỳ chuẩn và hoàn hảo, tiếng rất là hay. Các bác chơi đẩy hàng hãng này các bác cứ mua một lần, các bác chơi lâu dài đó, cực kỳ chất lượng. Phải nói là lô đẩy em tuyển chọn rất kỹ nên là các bác yên tâm, hoàn toàn yên tâm. Công suất 800W là nó rất phù hợp để các bác chơi đó. Quay xa tổng thể các bác ngắm nhìn này, từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong này. Đấy, quay này nó hơi lóa về phía bên trong một chút các bác nhìn nhá, em chỉnh gần này các bác nhìn, máy của nó rất đẹp luôn đó. Phải nói là đẹp long lanh các bác nhá, đó các bác nhìn chưa, xuất sắc luôn. Tội gì mà các bác cứ phải đi mua những con đẩy hàng trôi nổi không có tên tuổi gì, mà các bác bỏ ra số tiền nó có rẻ đâu. Còn mua hàng hãng này các bác cứ chơi suốt đời luôn, rất bền, không bao giờ phải lo thay nâng cấp, xuất sắc luôn. Đây là phía sau nha các bác nhá, nó là hàng hãng này, các bác nhìn này, dây nguồn liền, dây nguồn rất là dài, đường ra loa này, vừa jack điều chỉnh này, vừa gen xoáy kẹp này. Đây, các bác nhìn số series đầy đủ hết này, các chức năng gạt không thiếu chức năng gì, đường vào đường link này. Đấy, không thiếu một chức năng gì luôn. Máy zin tuyệt đối, rất đẹp, quá chất luôn. 16 sò sắt, dòng sò rất là hay, đặc biệt cho tiếng bass rất là hay. Nó cộng với sò than thì các cái giải trung và giải thấp nó lên hoàn hảo hết, xuất sắc. Xin cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video. Các bác có nhu cầu liên hệ với em để sở hữu những con đẩy DK Darankin, model DPA 550GF, hàng bãi xịn tuyển chọn, quá tuyệt vời. Đây em đang test mộc mỗi đẩy không nhá, chưa qua lọc, chưa qua vang mà tiếng của nó rất hay luôn. Đấy, 800W trên một kênh.
Thank you.